Body, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Mỹ Vân Canada. Ngày hôm nay chúng mình lại đi ngắm hoa nữa nha các bạn. Ở Vancouver thì mỗi một mùa nó có những cái loại hoa khác nhau. Nếu như là mùa xuân thì các bạn đã nhìn thấy Mỹ Vân làm cái video về hoa anh đào nè. Rồi qua tháng 4, tháng 5 thì mình lại có hoa tulip. Rồi mùa này thì nó có hoa lavender and sunflower. Các bạn nhìn thấy phía đằng sau của Mỹ Vân hôm nay là một rừng hoa rất là vàng tươi đẹp đẽ. Bởi vậy Mỹ Vân cũng phải dress up một cái váy màu vàng để cho nó matching với những bông hoa. Mỹ Vân tới đây để quay lại những cái video cho các bạn khi mà cuối tuần này là mình có long weekend rồi. Thì cả nhà mình đã có những cái plan nào để đi, để chụp hình dã ngoại chưa? Thì Mỹ Vân giới thiệu đến một cái khu, cái farm này gọi là Sunflower in Abbotsford. Mỹ Vân sẽ ghi lại cái địa chỉ ở dưới này nha. Cái ticket nó không có khó đâu các bạn. Nếu mà các bạn muốn mua online thì mình sẽ mua ở trên cái website này. Nó rẻ được là 10 đồng. Nó rẻ hơn khi mà mình mua tại cửa. Tại cửa là 12 đồng. Và nếu mà mình mua online thì mình mua là 10 đồng. Không có cần book hẹn trước, các bạn cứ việc đi tới thôi. Và đường đi cũng không quá là xa, khoảng hơn 1 tiếng từ Vancouver tới đây. Thì bây giờ mình đi ngắm hoa nha, xem hoa sunflower nó như thế nào ở Vancouver nha. Mỹ Vân biết là tất cả các nước trên thế giới đều có sunflower. Và sunflower này nó là cái quốc hoa của nước Nga đó các bạn. Thì sunflower ở Vancouver nó có một nét đẹp riêng, rất là đẹp. Bây giờ mình đi ngắm ha các bạn. Ok, let's go. Hoa hướng dương chắc hẳn là sẽ không phải là những cái hoa lạ lẫm gì với các bạn. Nhưng mà để thật sự hiểu về nó có nguồn gốc ở đâu, đặc điểm và tác dụng và cách chăm sóc nó như thế nào thì chắc chắn là nhiều bạn cũng chưa biết. Thì hôm nay các bạn vừa đi ngắm hoa này xong vừa nghe Mỹ Vân kể lại một câu chuyện về hoa hướng dương nhé. Đặc điểm của hoa hướng dương là một loại họ cúc. Những cái đóa hoa hướng dương được coi là đại diện cho mặt trời. Nên loài hoa này tượng trưng cho niềm đam mê mãnh liệt, sự tươi sáng và vui vẻ. Đó, các bạn nào mà thích hoa hướng dương thì tính cách giống như vậy đó. Nguồn gốc của hoa hướng dương chính là đến từ Mexico. Hoa hướng dương này chỉ có vòng đời khoảng 1 năm thôi. Nó cũng ngắn các bạn ha. Với cái thân cây thẳng và có lông bao phủ cao từ 1 đến 3 mét. Thời gian mà cây hoa hướng dương ra hoa thì nó khoảng từ cuối tháng 6 đến hết tháng 9. Nó mọc ở đâu nhiều nhất các bạn có biết không? Nó lại mọc ở Việt Nam đó các bạn. Vì điều kiện khí hậu và thời tiết không phù hợp nên ở Việt Nam người ta không trồng hoa hướng dương để lấy hạt. Chỉ có một số nơi như ở Lâm Đồng, Lào Cai mới có một cái thời tiết mà nó lạnh để có thể trồng được hướng dương. Nhưng với diện tích lại khá nhỏ. Cũng như là ở Nghệ An đó các bạn, có những cái cánh đồng hoa hướng dương. Các bạn có biết không, nếu lướt qua một vài trang web thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều người chụp hình giống ảo ở Nghệ An với cái farm hoa hướng dương. Thì tại trên thế giới, hướng dương lại thích hợp với cái khí hậu ôn đới nên phần lớn hoa hướng dương được trồng nhiều ở châu Âu. Ngoài ra ở vùng Hokuriki tại Hokkaido của Nhật Bản cũng nổi tiếng với cánh đồng hoa hướng dương. Đây được coi là quê hương của loài hoa mặt trời này. Vậy là hoa sunflower này nó có nguồn gốc từ Nhật Bản. Các loại hoa hướng dương nó có nhiều loại lắm nha, không chỉ có màu vàng đâu các bạn. Khi nhắc đến hướng dương thì chúng ta lại nghĩ liên tưởng ngay đến những cái bông hoa vàng rực và có đài lớn. Đó chính là những bông hướng dương cổ điển được trồng để lấy hạt. Nhưng với kỹ thuật ngày càng phát triển thì người ta có thể tạo ra nhiều loại hướng dương khác nhau về kích cỡ nè, về màu sắc nè và cả hình thái nữa. Thế là có khoảng 70 loài hoa hướng dương đấy các bạn. Các bạn thấy nó tuyệt vời không? Hoa hướng dương được tìm thấy lần đầu tiên ở Bắc Mỹ. Sau đó loài cây này được tìm thấy tiếp tục ở Mexico, rồi Tây Ban Nha và các nước ở châu Âu. Ban đầu người Nga đã phát triển ra hai loại giống hướng dương là Marmot Russian và Russian Gens để thu hoạch lấy hạt. Các bạn có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không ạ? Trong tiếng Pháp, hoa hướng dương được gọi là Tournesol, nghĩa là hướng về phía mặt trời. Còn trong tiếng Anh là Sunflower, chính là tên gọi của cái loài hoa này, cũng có nghĩa là hoa mặt trời đó các bạn. Dù là trong ngôn ngữ gì thì bông hoa vàng này cũng gắn liền với hình ảnh mặt trời, luôn về hướng về cái phía ánh sáng.
Ở mỗi vùng đất thì bông hoa này lại mang đến một ý nghĩa khác nhau. Bạn có biết chưa? Nếu ở Trung Quốc thì hoa hướng dương đại diện cho sự trường thọ, vững bền. Còn nếu ở châu Âu thì loài hoa này mang đến niềm tin và tương lai, cũng là tượng trưng cho sự kiên định, bền vững. Còn ở Nam Mỹ thì sao? Nó sẽ không lạ lẫm gì khi bạn nhìn thấy rất nhiều bông hoa hướng dương ở các ngôi đền, vì nó chính là một sự biểu tượng cho sự thờ phụng. Bây giờ mình lại nói đến tác dụng của hoa hướng dương nha các bạn. Cái hạt hoa hướng dương á, nó có thể giúp an thần này, chữa chán ăn hoặc là suy nhược. Nó giàu chất dinh dưỡng lắm á, mà có thể là nhiều người chưa biết. Cái vỏ của hạt thì có thể dùng để chữa bệnh ù tai. Hoa hướng dương thì dùng để chữa đau đầu và sưng phù mặt. Lá hoa thì có công dụng là hỗ trợ tiêu hóa và chữa bệnh cao huyết áp. Lõi thân cành hoa thì giúp chữa bệnh đi tiểu ra máu, sỏi tiết niệu. Rễ cây hướng dương thì lại giúp chữa các bệnh liên quan đến đau ngực sườn và vùng thượng vị. Theo đông y thì lá hướng dương dùng để trị cao huyết áp. 30g lá hướng dương khô hoặc 60g lá hướng dương tươi với 30g ngưu tất sắc nước uống hàng ngày. Nó có thể trị được sốt này các bạn, rồi trị ho gà, trị viêm phế quản mãn tính, trị hen suyễn, trị viêm đường tiết niệu và sỏi tiết niệu, trị đau đầu, trị hoa mắt chóng mặt, trị viêm loét âm đạo. Trời ơi, quá trời tác dụng luôn. Nhìn nó đơn giản mộc mạc vậy mà nó có quá nhiều tác dụng phải không các bạn? Nếu mà các bạn muốn biết thêm tác dụng của nó thì chắc là phải Google thêm, vì Mỹ Vân không có đủ thời gian trong cái video này để nói nhiều hơn nữa về công dụng của nó. Bây giờ mình quay trở lại với cái cánh đồng hoa hướng dương này. Thì khi Mỹ Vân đi lên trên cao và quay xuống với một cái góc nhìn khác, các bạn nhìn thấy không? Nó đẹp mà nó làm say đắm, nó làm ngất ngây lòng người. Có thể là trong video Mỹ Vân chưa có quay giỏi lắm nên là nhìn nó không có thấy được rõ cái nét đẹp. Nhưng ở ngoài các bạn sẽ thấy nó đẹp nhiều hơn như thế nữa đó. Và bây giờ là thời gian để mình cắt hoa. Thì các bạn biết là khi mà mình mua mỗi một cái ticket vào cửa đó, họ sẽ forfeit cho mình mỗi một ticket là 10 bông hoa. Thì nếu các bạn đi với 2 người 2 ticket thì 20 bông hoa. Nếu đi một family 5 người thì được 50 bông hoa. Ok, bây giờ Mỹ Vân sẽ đi cắt hoa để mình mang về nha. Các bạn chọn loại nào whatever các bạn muốn, bông hoa lớn hay là bông hoa nhỏ. Họ đưa cho mình một cái kéo. Mà Mỹ Vân có một cái kinh nghiệm là các bạn có thể mang một cái thùng nhỏ ở nhà mình đi, để khi mình cắt hoa xong mình cho nước vào trong, mình mang về nó còn tươi. Nếu mà các bạn quên thì đến đây mình lại phải mua 2 đồng hoặc 5 đồng hoặc 10 đồng. Ok, nếu mà gia đình mình có thì mình mang đi nha các bạn. Ok, bây giờ mình chọn những cái bông hoa nào mà nó trông nó xinh xắn xíu ha. Ô, bông hoa này có hình trái tim này. Living room nó biết thì mình chọn bông hoa lớn. Còn Mỹ Vân chắc chọn cái hoa vừa vừa thôi, vì cái living room nhà Mỹ Vân không to lắm. Tại vì các bạn thấy là nếu mà một cái living room mà nó nhỏ, xong mình cho một cái bông hoa nó biết vào trong đó thì nó không có cân đối. Nên là mình chọn bông hoa lớn. Tròn trịa xíu nha các bạn. Mình tỉa bớt lá đi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó,
nó round quanh như thế này này, mà nó đừng có nở nhiều quá, nó còn cái bút bút một xíu để về nhà mình cắm vào nó nở là vừa rồi. Okay, we're done. Go home thôi các bạn ơi. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Mỹ Vân ở trong cái farm sunflowers, vừa take picture nè, vừa quay video, vừa cắt hoa, thì Mỹ Vân nghĩ là khoảng tiếng đến tiếng rưỡi là đủ, nên các bạn có thể biết cái thời gian để mà mình chơi ở trong này là khoảng bao lâu, mình make cái plan cho gia đình mình. Mùa này thì nó cũng không quá nắng, nhưng mà Mỹ Vân recommend cho các bạn là nên đi tới khoảng 2 giờ họ mở cửa từ 11 cho tới 7 PM, thì các bạn có thể đi gần như là 2 giờ, chứ đừng có đi lúc 12 giờ, cái nắng ở trên cái tháp rất là khó để mà mình đi quay phim. Thì khoảng 2-3 giờ chiều trở đi là nó là đẹp nhất, thì bây giờ mình quay phim với chụp hình nó không quá nắng chói chang nữa các bạn. Mình vẫn hy vọng là với cái video này sẽ giúp cho các bạn có thêm cái idea để mình đi đâu vào cái long weekend tuần này. Cũng có thể có nhiều chỗ để chơi, nhưng mà đến cái chỗ farm sunflower này cũng more fun nữa các bạn. Giữ lại những cái tấm hình làm kỷ niệm cho gia đình của mình vào mỗi một mùa hoa, mỗi một năm. Và đặc biệt năm này là năm Covid nữa, thì mình giữ lại có thể là rất là lâu sau mà vẫn còn nhớ đến năm nay. Mỹ Vân cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn quan tâm theo dõi đến kênh Mỹ Vân Canada. Nếu mà các bạn interesting thì xin cho Mỹ Vân một like, một share và một subscribe rồi nha. Và các bạn ơi, Mỹ Vân đang rất là mong muốn và đang chờ đợi để được 1000 subscriber, nên là các bạn giúp Mỹ Vân nha. Bây giờ là được hơn 200 subscriber rồi, thì các bạn giúp cho Mỹ Vân là mỗi người cho Mỹ Vân một cái ngón tay để nhấn vào cái nút đăng ký ở phía dưới nó màu đỏ đó. Nếu mà các bạn xài tiếng Anh thì nó là subscribe, còn nếu mà các bạn xài tiếng Việt thì nó là chữ đăng ký. Các bạn nhấn vào đó dùng Mỹ Vân để Mỹ Vân mau mau lên, được up lên là được 1000 subscriber. Khi mà Mỹ Vân lên 1000 rồi, nếu mà các bạn cảm thấy những cái video Mỹ Vân làm không có thú vị thì các bạn có thể unsubscribe cũng no problem. Nhưng bây giờ please please giúp Mỹ Vân nha, nhấn vào cái nút đăng ký để cho Mỹ Vân mau mau lên được 1000 cái subscribe, 1000 follow đó các bạn, giúp cho Mỹ Vân nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn nếu mà các bạn nào chưa có đăng ký mà các bạn muốn xem lại những cái video của Mỹ Vân thì nó rất là easy và simple. Các bạn chỉ vào YouTube và sau đó các bạn gõ Mỹ Vân Canada. Nhớ là tên của Mỹ Vân là Mỹ Vân và Mỹ Vân sống ở Canada. Nếu các bạn nào có quên, không nhớ để tìm cái kênh của Mỹ Vân thì cứ vào là Mỹ Vân Canada và các bạn sẽ tìm ra lots of videos in my channel. Nó gồm có cuộc sống nè, rồi những bản tin thời sự của người Canada, thế giới nè, và những cái farm mà flower, về tulip, về hoa anh đào, về sunflower, rất là nhiều thứ, và kể cả món ăn mà Mỹ Vân nấu và các bạn Mỹ Vân nấu nữa. Những cái địa điểm đi chơi ở tại Vancouver đều có tất cả trên kênh Mỹ Vân Canada. Các bạn chỉ cần subscribe còn và enjoy thôi, còn tất cả phần còn lại để Mỹ Vân lo. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui. Have a nice day. Bye.